Ê, tao nói không có gì nha, không có gì nha. À, cô rớt gì nè? Để tôi phụ lá cho sạch. Sạch anh nè. À? Kiểu gì vậy hả? Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Anh có mắt không vậy? Thì ở đây nè. Còn nói được nữa hả? Hả? Tại mấy thằng bạn tôi nó dí tôi á, nên tôi cắm đầu cắm cổ chạy ra đây, tôi không thấy cô. Tôi xin lỗi nha. Đâu? Có thấy ai đâu? Vậy cô muốn sao? Muốn gì mà muốn? Anh lụng người ta trúng rớt đồ vậy mà anh còn nói được nữa hả? Anh đúng là cái đồ đàn ông con trai kỳ cục. Vô gì? Bá sự Hà Bá biến thái. Con gái Sài Gòn là vậy hả ta? Ê ê ê, làm gì bị chửi như vậy? Ê, mày đụng tới tao được chứ mày đụng tới bả là mày mệt nghe mày. Thì cũng tại tụi bay không có hỏi gì nữa. Tụi bay cứ rượt, tao cắm đầu cắm cổ chạy ra đây mới trúng em nè. Gì? Em hả? Em cái đầu mày chứ em. Cái bà đó là đàn chị của tụi mình á. Sao mày? Thiệt, thằng Quang nó nói thiệt đó con. Bà nha, bà là sinh viên năm 3 mà tao nói cho mày biết. Bà là nổi tiếng là hung dữ nhất cái trường này nha. Bà tên Nhi, mày đụng tới bà là mày đụng tới ổ kiến lửa rồi. Tên Nhi hả? Sao cái mặt mày gian dữ vậy? Làm gì vậy? Tao thấy người đẹp tên cũng đẹp. Bớt nha, vụ tao với mày trong kia chưa xong nha. Ha. Mày chưa xong rồi nha con. Cái vụ gì? Tao đã nói là không có gì hết, ok? Cái gì? Còn chối nữa hả? Anh em, chơi. Xử nó. Chơi nó, chơi. Chơi. Đứng lại mày. Đứng lại. Tên đau bụng quá vậy. Này cô nữ mà. Ê, ngồi suy nghĩ gì mày? Có gì đâu, có suy nghĩ gì đâu ba. Không suy nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ như mấy thằng đu dây điện hả? Hay là mày nghĩ tới Chi, đúng không? Không, tụi bay điên hả? Tự nhiên tao nghĩ tới Chi làm gì, tao đâu có thích Chi đâu. Mà nghĩ tới Chi làm gì? À, mà sẵn có hai thằng bay ở đây. Tao hỏi thằng bay cái này. Hậu đi. Ví dụ mà bây giờ tao lỡ thích một người con gái mà người đó lớn tuổi hơn tao thì có sao không mày? Gắt mày. Mà tao thấy cũng đâu sao đâu. Thời buổi hiện đại, tuổi tác là chuyện bình thường, không quan trọng. Mày nói hay quá ha. Sao biết không quan trọng? Bây giờ thí dụ như lỡ mà thằng Vũ nó thích bà nào đó 50 tuổi rồi sao? Mày gắt. Mày khùng quá à, làm gì mà 50 tuổi, mẹ tao còn chưa tới tuổi đó nữa. Mày thích bà Nhi đúng không? Ơ. Ai nói mày vậy? Ai nói mày? Trời, làm gì có? Mày qua mặt tao hả? Mày qua mặt ai á? Mày qua mặt tao. Hôm qua chính mắt tao thấy mày đụng bà Nhi xong nè. Mày về hả? Mày ngồi mày thẫn thờ. Trời ơi, xin lỗi mày nha. Có ngu mới không biết đó mày. Ủa, khoan. Cấn gì đây nè? Quang, giống như Tâm đang nói xéo tao với mày là ngu á. Không có, tao không chửi mày. Tao chửi mày á. Mày á, tao chửi mày á. Mày coi chừng tao nha Tâm. Tao nhấn là tao chửi mày á. Tao chửi mày á. Thôi, tao hỏi này nữa nè. Mà thí dụ mà bây giờ lỡ thích mà thích quá rồi, giờ làm sao giờ? Ai biết mày ơi, mày lớn mày tự mày lo đi chứ mày hỏi ai. Đúng rồi, lớn thì tự lo đi. Mày thấy tụi tao không? Tụi tao còn lo, tụi tao chưa xong. Lo cho mày. Tao có chung quan điểm với hai tụi nó. Tự lo đi đó. Chi qua. Chỗ nào? Mày mới chó đó. Chi qua kìa. Đẹp trai chưa? Chi qua đây tìm Minh có gì không? Chi không có tìm Minh. Vậy Chi tìm ai? Chi tìm Vũ. Chi có đem đồ ăn cho Vũ nè. Ê, gặp tao là tao núp vô hẻm liền, nhục á. Rồi, đợi xíu.
Vũ, chi kiếm ra đi em. Chi tìm Vũ có gì không? Đâu có gì đâu, chỉ có mua đồ ăn cho Vũ nè. Bây giờ chị phải qua thư viện rồi. Vũ nhớ ăn nha, nhớ ăn hết một mình nha. Ê, nhỏ này làm như ba tụi mình là người vô hình vậy ta. Bố qua đây mày, nhanh lên. Vũ ơi, bạn qua đây nè. Tủ trường còn suốt. Đây mày, tụi mày làm cái gì vậy? Mày có cái gì với chi đúng không? Rồi đấy, tao đã nói mày buông ra coi, tao nói là không có gì mà. Cái gì không có gì hả? Hết lần này tới lần khác mày nó không biết, bây giờ là đem đồ ăn qua tiếp tận phòng luôn rồi, rồi ngày mai sẽ đem gì nữa. Mày nói đi, có âm mưu gì đúng không? Khai mày. Tụi bay quá. Tao nói lại một lần nữa là tao không biết tại sao Chi lại đem đồ ăn qua đây, và tao càng không có thích Chi. Tao thề với tụi bay luôn, được chưa? Nhưng mà nó thích mày á, nó thích nó mới đem đồ ăn qua đó. Cái đó là vậy, chuyện của Chi. Rồi, bây giờ mày thích Nhi đúng không? Tụi tao sẽ cùng nhau hợp sức lại giúp mày chinh phục Nhi, chịu không? Ủa? Mà rõ ràng hồi nãy hai thằng bay nói là thân ai nấy lo mà. Thì hồi nãy là vậy. Lúc nãy không có Chi, bây giờ thì có Chi, được chưa? Gì có Chi, không có Chi mày nói cái gì vậy? Thì hồi nãy không có Chi, bây giờ có Chi. Tất cả là vì Chi, hiểu không? Tao không hiểu gì hết á. Tóm lại tụi bay có giúp tao không? Thôi mệt mày quá, mày không cần hiểu gì hết. Mày chỉ biết một điều á, là tụi tao sẽ giúp mày chinh phục Nhi với một điều kiện. Điều kiện gì? Mày phải tránh xa Chi của tụi tao ra. Sao? Chịu không? Tưởng gì, chứ cái đó dễ ợp. Nói được làm được nha mày. Ê, cái kèo này tao không có tham gia nha. Cái kèo này đối với tao là hơi chua. Tại sao? Không thích tụng như mấy bánh bèo. Được, ok, được thôi. Tao không... với thằng Quang là được rồi, hai thằng đủ. Không tham gia thôi, hai tao được rồi. Được, quyết định vậy đi. Bây giờ chị sẽ cho Vũ coi mấy cái bài mà hôm bữa Vũ chưa có vô học á. Cái tài liệu đó chắc Vũ chưa có đọc qua đâu. Nè, cái này chứ là Vũ đưa tập đây, chị chép bài cho Vũ cho. Vậy hả? Nè, chị chép bài em Vũ nha. Chị ơi, khúc này là sao Vũ không hiểu? Khúc này chị cũng không hiểu lắm. Để chị coi rồi chị hướng dẫn cho Vũ xong nha. Tóc chị dính gì kìa? Sao lấy hoài không ra ta? Được chưa? Được rồi đó. Cảm ơn Vũ. Vũ ơi, bạn xuống đây mình nói chuyện xíu được không? Không được đâu, Vũ đang học bài trên đây rồi. Bạn bè là trên hết nè. Xuống đây học bài cũng được nè Vũ, xuống đây đi. Chị, hay là cho Vũ xuống dưới một xíu nha. Vũ đi đi. Mày còn cười nữa mày. Thỏa thuận rồi mày quên hả? Nhớ không? Thỏa thuận? Thỏa thuận gì ta? Ê, mày đừng có giỡn mặt với tao nha. Nha, trưởng phòng đang ngồi đây nha. Thằng này tao... Thằng này tao cho nó một trận nó mới biết đời. Ê! Chị! Vũ kêu kìa. Tóc của chị dính gì nữa? Phía nào đi? Sao dính gì nhiều ta? Nè, tụi bay khôn hồn á thì nghĩ cách giúp tao đi, còn không á chuyện của Chi tao không có chắc đâu nha. Ôi Chi ơi, có cái bài này Vũ quên là Vũ không có hiểu, hay là tối nay Chi chỉ Vũ nha. Bài nào? Cái bài đó nói ra thì dài lắm, hay là tối nay qua nhà chỉ Vũ nha. Cũng được. Thôi mình học bài tiếp đi. Nhịp
các anh ngồi xuống. Điều đầu tiên muốn chinh phục một người con gái của một người con trai đó chính là về cách bề ngoài, ăn mặc và tóc tai. Ông bà hay nói là cái răng cái tóc là gốc con người. Đầu tiên là về tóc, mày phải biết vuốt keo, vuốt quát, sửa sang đầu tóc lên cho hợp với khuôn mặt của mày. Điều thứ hai đó là về gu thời trang, phải ăn mặc làm sao cho phù hợp với bối cảnh, hoàn cảnh, không gian và thời gian. Muốn được nàng để ý thì mày phải có được một lượng kiến thức thật là uyên bác, hay ít nhất là trong những trường hợp nàng bí, mày chính là người duy nhất có đáp án. Mà muốn thực hiện được những điều đó, mày phải tham khảo và đọc những sách nước ngoài được dịch bằng tiếng Việt. Ở trong đó kiến thức rất là mênh mông. Nhưng mày lưu ý nhớ một điều, đừng bao giờ tỏ vẻ ra mày chính là người hiểu biết, cứ việc dẫn dân đi. Để tất cả mọi người im lặng, mày hãy lên tiếng. Lúc đó, mày sẽ nhận được một sự cảm thông và yêu mến và sự tán thưởng của tất cả đám đông, hiểu không? Đúng là không hiểu về tâm lý con gái gì hết trơn á. Muốn cô gái, chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ người con gái đó như thế nào. Muốn cô gái là phải có thần thái. Nhớ, đừng để cho họ biết mình đang nghĩ cái gì, cũng đừng cho họ biết mình thích họ. Các bạn nên nhớ một điều, con gái không bao giờ thích người đàn ông lạnh lùng. Con gái chỉ thích những người con trai quan tâm họ. Và quan trọng, chúng ta phải tạo yếu tố bất ngờ. Bằng cách nào? Bằng cách tặng quà. Và không thể nào thiếu sự lãng mạn. Tôi có ý kiến. Mà phát biểu. Đầu tiên, tôi xin tán thưởng tất cả những ý kiến của mọi người. Mọi người nói rất hay, rất đúng. Nhưng nó rất là xa vời, nó rất là bay bổng trên trời dưới biển. Vì sao? Nhà tôi rất nghèo. Nhà đã nghèo mà hàng xóm còn đông nữa. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Thôi kệ tao, tao nói cái gì kệ tao, tụi bay cứ nghe thôi. Nhà nghèo, hàng xóm lại đông. Mà mày nói cái gì? Vuốt quát, sức keo, ăn mặc thời trang, đi ăn khác, đi tiệc khác, đi chơi khác. Đồ đâu mà tao nhiều như vậy? Quá xa vời, không hợp lý. Còn mày, ý kiến của mày rất hay. Mình phải đọc nhiều sách để uyên thâm, phải đọc sách nước ngoài. Nhưng mày có biết sách nước ngoài rất là mắc tiền. Thì tiền đâu để tao mua sách nước ngoài? Không hợp lý. Cuối cùng là mày. Mày là cái thằng bày trò nhiều nhất. Mày nói cái gì? Yếu tố bất ngờ, phải tặng quà theo từng dịp. Tiền đâu để mua quà? Còn yếu tố bất ngờ, muốn tạo được yếu tố bất ngờ thì chúng ta phải cần có người giao quà. Chứ không lẽ bây giờ tao mua quà rồi, tao cầm quả bển, tao đưa, tao nói quà của tôi nè, nhưng mà không phải của tôi tặng bạn đâu. Vậy hả? Để cho người ta cười vô mặt tao hả? Tôi thấy không hợp lý. 1, 2, 3. Thằng ngu! Người ta nói rồi, biết thì nói, không biết thì giữa cái bàn mà nghe. Mày đúng là hai lúa chính hiệu luôn á. Mày đã quên cái ứng dụng Tiki rồi hả? Thời buổi bây giờ, cứ muốn mua đồ tiết kiệm, nhanh chóng, mẫu mã đa dạng thì cứ việc lên đó mà tìm. Chưa kể nữa nha, nó còn một dịch vụ giao hàng rất nhanh chóng. Mày đang ở Sài Gòn, lúc mày đặt hàng chỉ cần 2 tiếng sau, hàng sẽ tới nơi lập tức. Thôi, bây giờ phần lý thuyết đã xong, tiếp theo là gì? Thực hành. Thực hành cái gì? Mày muốn cô Nhi đúng không? Tất nhiên. Xong. Đây là sơ đồ chiến thuật cô gái của chúng ta. Bước 1, lấy thông tin đối tượng. Dạ, em chào chị. Em là sinh viên nghèo á chị. Em là đến từ một công ty nước giải khác. Hôm nay em có chương trình là cuối năm trúng thưởng á chị. Tiếp thị hả? Dạ. Không, chị bận rồi em. Chị ơi, cái này mình uống nước ngọt mình được rút thăm trúng thưởng á chị, mà trúng iPhone X. Không, chị không có rút thăm trúng thưởng iPhone X. Cái gì? Dạ, trúng nói... iPhone X. Mới nói gì trúng gì? iPhone X Plus. iPhone X Plus hả? Ừ, cho chị tham gia dạ, đi. Dạ, chị cho em xin tên nha. Nguyễn Ngọc Nhi. Nguyễn Ngọc Nhi. Tên đẹp quá. Chị cho em xin số điện thoại luôn nha. Có cần không? Dạ cần thiết chứ. Tại vì nếu như mà công ty em không may mắn mà thất thoát một cái iPhone X về tay chị á, thì tụi em biết đường mà liên lạc chứ. Cũng đúng ha. Dạ. 090 090 55. Số cũng đẹp nữa nè. Dạ chị cho em xin luôn địa chỉ nhà nha chị. Địa chỉ nhà anh chị. Nếu như mà trong trường hợp không may mắn nữa thì bên em không liên lạc được cho chị, em sẽ chuyển tới nhà chị luôn. Chị chỉ ở nhà nằm nghỉ ngơi và nhận iPhone X thôi.
ha, cũng đúng. Dạ. À, thôi ghi đại vô đi. 678 3 tháng 2 quận 10. Nhà mặt tiền hả chị? Ở trọ thôi em. Dạ. Dạ rồi em đủ thông tin rồi, cảm ơn chị nha. Ê ê ê. Dạ. Chị chưa thử sản phẩm mà. Tụi em sẽ gửi sản phẩm lại nhà chị chỉ việc thử thôi và nhận iPhone X luôn. Dạ. Ủa, cảm ơn chị. Ê mà sao... Ủa, tiếp thị gì kỳ vậy? Bước thứ hai, xác định được sở thích của đối tượng. Bữa đi du lịch về có khỏe tôi không? Hiển nhiên có rồi bà nội. Em chào hai chị ạ. Xin hỏi hai chị uống gì ạ? Lấy chị ly cam ép đi em. Dạ là một cam ép. Dạ còn chị uống gì ạ? Còn chị như cũ nha. Một ly sinh tố bơ. Dạ. Có thêm hương cà phê. Dạ. À, cho thêm một phần chân gà ngâm xả tóc. Dạ. Trong lúc này mà có một cái bản nhạc Beethoven vô nữa thì hạnh phúc lắm. Thôi bớt mơ tưởng đi. Bà tìm được con bò đó chưa? Bò nào? Còn con bò nào nữa? Thì con bò chăm chỉ trong phim Thư ký Kim Sao Thế đó. Ồ, nhắc tới mà tôi đau lòng quá. Sao vậy? Tôi vẫn chưa tìm được con bò chăm chỉ đó. Nó là hàng hiếm, rất là khó tìm. Bà biết là tôi tìm rất là nhiều mà tôi không tìm ra luôn á. Giờ tôi cũng không biết sao nữa. Bây giờ phải chờ vào vận may thôi, chứ sao kiếm được. À đúng rồi, tôi còn thích một cái nữa. Gì? Đó là cuốn sách Anh Là Thanh Xuân Của Em. Tôi đang tìm cuốn sách đó rất là lâu rồi nha, mà tôi không tìm được. Mà cái cuốn sách đó rất là hot luôn á. Bà mà tìm được cho tôi á hả, thì tôi sẽ yêu bà suốt đời luôn. Thôi bà nội, thì tôi tìm cho bà. Nhưng mà tôi với bà á không có yêu đương đâu nha. Trời ơi, ai thèm, tôi mê trai muốn chết. Tôi chọc bà thôi. Ê, nhưng mà nhớ tìm được cho tôi nha. Ok. Bước 3, trở thành nhân vật bí ẩn gây sự tò mò. Dạ, chị có phải là chị Nhi không ạ? Ờ, phải. Ừ, có người đặt hàng bên em gửi cho chị món quà nè. Quà hả? Ai vậy? Người đó xin được giấu tên, chị thông cảm nha. Cảm ơn anh. Tiki xin chào. Chào anh. Tiki.vn. Tiki now. Ủa? Ai vậy ta? Anh chính là thanh xuân của em. Đúng cuốn sách mình thích rồi nè. Ủa ai tặng vậy ta? Con quỷ này. Thiệt. Alo. Linh chính là thanh xuân của Nhi. Cảm ơn nha. Trời ơi, món quà thích quá à. Ê, nói nghe nè. Sinh nhật tôi chưa đến mà sao tặng sớm vậy bà? Gì? Không phải bà hả? Bậy, bậy. Xạo ke. Nghĩ sao với bà vậy hả? Bữa tôi tâm sự với bà tôi thích cuốn sách này mà. Bà chính là người tặng tôi chứ không ai hết trơn á. Vậy? Sao con muốn sách tặng người ta mà cứ từ chối hoài vậy bà? Có phải bà không? Ủa? Không phải. Ủa vậy chứ ai? Bận hả? Ok. Rồi bữa nào rảnh tôi kể cho bà nghe nha. Chuyện này lạ quá à. Rồi, không phiền nữa. Ok. Kỳ ta. Làm gì vậy? Em không cẩn thận gì hết á. Lỡ không may té thì sao? Thank you.
Chào chị Nhi, hôm nay chị lại có quà nè. Bộ Tiki có người giao hàng hay sao mà anh giao hàng hoài vậy? Em bảo hết khu này mà chị. Chị nhận giùm em nha. Anh có thể cho tôi biết người tặng quà cho tôi là ai không? Dạ không, người ấy vẫn xin được giấu tên chị. Ê, đừng nói tôi là bữa giờ anh tặng quà tôi nha. Thích tôi hả? À đâu phải đâu, chị giỡn hoài. Thôi chị nhận đi nha. Không phải em. Ờ, vậy thì được. Tiki xin chào. Ai tặng vậy ta? Sao mà cứ... Và sau khi gây được sự tò mò thì chúng ta sẽ tiến hành đến bước thứ 4, đó chính là xuất đầu lộ diện. Xin lỗi. Trời ơi, ngon tình quá ha, anh hùng của mỹ nhân. Trời ơi. Em thấy chưa? Nếu không có anh thì ai sẽ đỡ em đây? Sau này nhớ cẩn thận nha, con bò chăm chỉ. Con bò chăm chỉ? Anh có thể cho tôi biết người tặng quà cho tôi là ai không? Dạ không, người ấy vẫn xin được giấu tên chị. Em ngồi ở đây được không anh? Em ngồi đi. Chào anh. Anh đang đợi xe hả? Chào Nhi. Không, anh chỉ ngồi đây đọc sách thôi. Ủa, sao anh biết tên của em vậy? Em vừa xinh đẹp, vừa học giỏi. Cả trường này ai mà không biết tên em. Anh nói chơi hoài à. Chuyện lần trước ở toilet em xin lỗi anh nha. Bữa đó em hơi bị quá đáng. Ủa? Chuyện gì ta? Anh quên rồi. Anh quên được thì tốt. Ý, anh cũng thích cuốn sách này hả? Đây là cuốn sách mỗi đêm anh gói đầu. Anh ước gì một ngày nào đó anh sẽ là thanh xuân của một ai đó. Anh học khóa mấy mà sao em ít gặp anh quá vậy? Anh học cuối cấp. Vì bận ra ngoài thực tập nhiều nên là anh ít ở trường lắm. Vậy chứ anh tên gì? Anh tên là Dương Vũ. Dương Vũ. Công nhận anh với em cũng có duyên thiệt đó. Hay là cuối tuần này... Ý! Anh Lâm! Anh Lâm! Trời ơi, hôm nay đón em luôn. Xin giới thiệu với anh, đây là... Em tìm ai vậy? Không có gì. Thôi, mình về nhà đi.